phim 3M nó sẽ có hai loại, một loại phim 3M tàu và một loại phim 3M xịn. Hai cái nó đều có cái logo giống nhau. Em ơi, từ từ đã, em ơi. Không, nó chưa liên quan gì đến cái này của chị ạ. Nó sẽ có hai loại nhá. Tại vì nếu mà không phải dán cái triệu rưỡi cái bà bạn không mặc cái này. Đúng rồi, thì là bây giờ em giải thích cho chị rõ ràng cái này. Bây giờ 3M nó sẽ có 3M, hai loại 3M xịn và 3M tàu. Chị cũng gì có logo 3M. 3M tàu nó làm logo y hệt 3M xịn. Nếu như bây giờ em đang đo ở đây, cái này như cái sườn này, nếu mà nó đang dán theo cái sườn này ấy, đây này của nó có 57, đây chỉ số của nó, cái IR này của nó có 57% thôi. Tức là phim này là không đạt chất lượng, không phải không đạt chất lượng mà kém chất lượng kém. Đa số các dòng phim em làm thì cái tia ngăn cản kia hồng ngoại của nó là phải trên 90%, 92% đổ lên. Đấy, ví dụ như phim này nó rơi tầm 92% đổ lên. Đấy, thì là chị dùng đi cảm giác là nó mới ok, nó mới ổn được. Thì là bây giờ như cái máy này nó chỉ kẹp vào sườn nó đo được. Đa số tất cả các dòng xe người ta khi mà người ta dán, một là từ hãng này tặng, người ta sẽ dán chung nhau một gói, là chất lượng phim thằng này với thằng này giống nhau. Từ khi chị đi dán lại tấm này thì bây giờ em không đo được, xác minh được tấm này là nó là phim xịn hay phim tàu, bởi vì cái này không kẹp vào trong này đo được. Đấy, thì là bây giờ nếu mà chị vẫn mình chưa định dán thì em bao giờ dán, hoặc là chị vân vân, hoặc là chị xác minh lại là xe trước kia, xe trước chị đã dán lại hay chưa. Chưa, nếu mà bây giờ mà tấm này tấm 3M chị chịu chẳng hạn, nếu mà tấm 3M chị, em riêng tấm 3M chị bây giờ nó có giá là 5,7 triệu, 5,7 triệu thì chất lượng nó sẽ hơn cái này 1,5 triệu. Thế thì cái cửa này chị cũng chẳng phải dán này đúng không? Dán cửa này có ăn thua đâu mà đấy. Đây cửa này có 57% đấy. Đây em tưởng như hồng ngoại nó 7%, đây nó có 3 chỉ số nhé. Chỉ số tiền sáng nó là tức là độ sáng tối. Đấy, cái UV này nó phải UV, OV này hầu như là cái loại phim nào nó tầm 97-98%. Cái này không quan trọng, chỉ cái áo của chị nó ngăn cả đời UV. Nhưng mà có cái đấy, là cái hồng ngoại này, hồng ngoại phải trên 90%. Hồng ngoại thứ nhất nó vừa ngăn cản được lượng nhiệt, thứ hai là cái tia hồng ngoại nó thì nó sẽ hại hơn cái tia UV. Thì là cái này nó, đây nó đạt 58% thôi. Bởi vì là thông thường là bình thường, cái kia đây, là đây, 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 nó là 95% rồi mà. Đấy. Thì các cái dòng phim mà bọn em làm thì nó đều 90% hết.